Chị ngủ quên, sao em không gọi chị dậy? Cả tuần chị đi làm từ sáng tới khuya mới ngủ. Ngày chủ nhật cũng phải xả hơi chứ. Bữa nay chị đâu có đi tiếp thị đâu, có ngủ chị đã đi rồi vậy. Ủa, em giặt quần áo luôn cho chị đó hả? Chị tính dậy sớm giặt đồ nấu cơm. Ai làm mà không được, sẵn em giặt đồ rồi em giặt cho chị luôn, chứ không lẽ em chừa lại. Chị làm vệ sinh đi, rồi rang bún mọc, bữa nay em trổ tài đó. Đồ nhiều vậy mà để con nhỏ đang than ngán giặt hết. Mình đúng là bóc lột sức lao động của nó mà. Nè, mấy chuyện giặt đồ á, em cứ để chị làm. Em có nấu cơm á, thì nấu cơm thôi. Em phải biết giữ sức khỏe chứ. Còn em bé trong bụng em nữa. Thôi, lẹ đi bà cụ non, em đói bụng lắm rồi đó. À, nhân đây em nói cho chị biết luôn. Hử? Ai á, cũng có quyền khuyên người khác giữ gìn sức khỏe. Chỉ riêng chị á thì không, biết chưa? Biết rồi. Quỳnh ơi, cho chị lấy tiền điện nước em ơi. Đợi em chút nha. Con nhỏ này biết thì sao ta ơi. Quỳnh ơi. Dạ, có gì không chị? Nè, chị đang kẹt tiền, cho chị lấy tiền điện nước trước. Ủa, còn 3 ngày nữa mới tới mà chị. Giờ chị lấy sớm quá, lỡ em không có tiền để chị thì sao? Thôi, không có lỡ làng gì hết á. Ai mà tin được tụi em. Trời, mà sao tháng này xài dữ vậy? 170kg lận á. Ờ, mà cũng đúng nữa, mở đèn sáng đêm, máy tính thì mở 2-3 giờ sáng, trả tiền điện chết luôn á em. Thôi, chị nói nhỏ nhỏ thôi. Bao nhiêu? Nói đi em đóng cho. Điện nước là 400. Em gửi chị nè. Rồi, cảm ơn em nha. Thôi chị về. Dạ. Mình đã chẳng đoái hoài gì tới những hy sinh của Ngọc Quỳnh. Cứ bình thản mà nhận hết tất cả những thứ nó đã làm cho mình. Mình đúng là một đứa ích kỷ mà. Cháu khéo tay quá. Đúng là không sai lầm khi làm ở phòng thiết kế. Dạ, chủ tịch cứ khen cháu hoài à. Tại cháu làm riết rồi quen tay thôi à. Đâu có gọi là giỏi được đâu. Ở nhà hả? Mẹ cháu có chê cháu là một đứa con gái vụng về không á? Nè, lên tập đoàn á thì cháu gọi là chủ tịch cũng được. Nhưng mà lúc về nhà thì cháu phải gọi là cô chứ. Cháu đâu phải là người ngoài đâu. Chắc là cháu quen rồi đó. Cháu không bao giờ nghĩ là mình sẽ có được cơ duyên như vậy với chủ tịch đâu. Đâu phải là cháu có cơ duyên với cô, mà là cơ duyên với Hoàng Anh đó chứ. Bữa nay ăn toàn là món cháu thích không à? Cháu nghe mùi thơm không là cháu đã đói bụng rồi. Con bé này chỉ giỏi đánh trống lảng không à. Sao rồi, bây giờ đã chịu gọi là cô chưa? Cứ gọi chủ tịch nữa là không cho ăn cơm đâu đó. Dạ, thưa cô. Phải vậy chứ. Ba mẹ cháu làm nghề gì? Nhà có đông anh chị em không? Dạ, ba cháu làm ở ngân hàng đó cô. Còn mẹ cháu hả? Thì làm hành chính ở tập đoàn dầu khí. Ba mẹ cháu chỉ sinh có một mình cháu thôi à. Càng kể ra cô càng thấy Kim Yến có nhiều điểm tương đồng với Hoàng Anh nhà của cô. Cả hai đều là những đứa con duy nhất trong nhà. Những đứa dành hết tình yêu thương và kỳ vọng của ba mẹ, biết chưa? Dạ. Bởi vậy á, cháu thương ba mẹ cháu lắm. Nhiều khi á hả, sự bất đồng quan điểm của hai thế hệ, nhất là ba cháu, cháu cảm thấy buồn trước những quyết định của ba mẹ. Nhưng rồi có khi ngồi cháu nghĩ lại, ba mẹ làm gì thì cũng muốn tốt cho mình. Cho nên tất cả mọi chuyện á, cháu đều tuân theo sự sắp đặt của ba mẹ hết. Cháu không biết là làm như vậy có bị coi là nhu nhược không nữa cô. Nếu như Hoàng Anh á, cũng suy nghĩ được như cháu thì tốt quá. Nhưng mà tính cách của con trai cô hơi bướng bỉnh, nhiều lúc khiến cô phải phiền lòng. Hello.
Để cháu ra mở cổng nha. Ừ. Con bé lanh lẹ quá. Vậy cũng chưa hẳn đã tốt. Sao Vú lại nói vậy? Bộ Vú không ưa con bé hả? Cô ấy cứu giúp cậu Hoàng Anh thì mình phải mang ơn rồi, chứ đâu có quan hệ gì sâu hơn đâu mà mình phải ưng với không ưng hả bà chủ? Tôi định... Mà thôi, Vú nhanh nhanh lẹ tay chút đi, con nhỏ thang đói bụng rồi đó Vú. Dạ. Ủa? Anh Sao em lại ở đây? Anh gì cũng tới đây chơi hả? Trùng hợp thiệt đó nha. Câu chuyện cũng hơi dài dòng lắm. Khi nào uống cà phê em kể anh nghe nha. Nhưng mà sao em lại ở đây? Thì chiều nay em sẽ kể mà. Bây giờ anh vô nhà đi. Anh à. Hả? Mình cứ giữ quan hệ giống như ở tập đoàn nha. Đừng cho chủ tịch biết gì hết nha. Yến nè, anh nghĩ đây lại là một cơ hội tốt. Hay là hôm nay anh nói chuyện của tụi mình cho dì nghe luôn. Anh đoán là dì rất là vui đó. Anh đừng mà anh. Anh nói nghe nè, em nghe anh đi. Hôm nay rõ ràng là tụi mình tình cờ, nhưng lại là một cơ hội tốt để anh giới thiệu em với dì nha. Anh sẵn sàng hy sinh cảm giác của em để em vô tình huống khó xử chỉ để anh vui thôi đúng không? Em thấy buồn lắm. Anh ở lại chơi đi, em đi về đi. Yến. Em xử sự như vậy thì không công bằng gì với anh hết đó. Thôi, chuyện đó để sau. Vô nhà đi em. Mình đừng căng thẳng vậy mà anh. Đi vô nhà nha. Dạ, con chào dì. Ủa, con tới một mình hả? Sao hôm qua con nói là dẫn bạn gái về nhà mà? Dạ, con có rủ, nhưng mà bạn con nói bận. Hay là chắc lần khác con dắt tới nha dì. Kim Yến nè, tuần này công việc nhiều không em? Dạ, cũng không có bận như tuần trước đâu anh. Hai đứa có vẻ thân thiết quá ha. Làm chung công ty mà, thân thiết là chuyện bình thường thôi. Dạ. Không những là thân thiết đâu gì, mà còn thân hơn như vậy nữa đó gì. Anh Việt cứ nói dẫn chơi với chủ tịch hoài hả? Nếu các nhân viên khác mà nghe em dám kết thân với lại trưởng phòng nhân sự á, chắc là mọi người sẽ tẩy chay em á, vì nghĩ là em muốn thăng chức đó. Yến nè, anh nghĩ không ai dám nghĩ như vậy đâu. Ai gì nè, thôi con đi lên phòng Hoàng Anh chút nha dì. Dạ. Chạy có lâu không? Tự nhiên ở bồng binh đó hả? Kẹt xe quá trời luôn. Thôi đừng có giận anh nha em yêu. Anh nghĩ á, em là người nhỏ mọn như vậy sao? Được rồi, không có nhỏ mọn. Thôi vô coi phim đi, tới giờ chiếu rồi. Người ta chiếu được 20 phút rồi, mình chờ suốt sao nha anh. Lên cây đá đằng kia nha anh. Em nghe mẹ nói thì biết vậy thôi, mà nghe đâu hôm ấy chính nhờ cổ đưa em vô bệnh viện, chứ cái người mà gây tai nạn cho em rồi bỏ đi, còn em thì bất tỉnh, em đâu biết gì.
Mà bác sĩ còn nói, nếu không nhờ cổ đưa vô bệnh viện kịp thời, không chắc là chuyện gì đã xảy ra với em. Em phải hậu tạ cô ta xứng đáng đó. Em thấy việc đó mẹ sẽ làm tốt hơn em. Còn em cứ giữ lòng biết ơn với cô ấy là được rồi. Nè. Ừ? Chỉ là lòng biết ơn thôi sao? Ừ. Em còn ý gì khác không? Gì vậy? Ám chỉ vậy là sao không anh? Đâu có gì đâu. Anh thấy cô Kim Yến đó rất là xinh đẹp nè, tốt bụng nè, lại cứu mạng em. Cô là một đối tượng phù hợp đó. Thôi đi, đừng có nói là mang thân em ra mà trả ơn cho người ta nha. Không thể được đâu. Với lại đối với em bây giờ, chuyện tình yêu xa xỉ lắm. Bây giờ thì em nói vậy thôi, chứ lúc mà em gặp được người em thích á, thì không thể cưỡng lại được đâu. Lành quá ha. Đúng là người đang yêu có khác. Nói thiệt nha, bây giờ em cũng rất muốn biết người yêu của em sẽ trông như thế nào. Tính cách cổ ra làm sao, hình dáng cổ như thế nào, mà bao lâu nữa sẽ xuất hiện trước mặt em ta. Em đúng là một đứa lạnh lùng, không giống ai hết. Lạnh lùng gì? Dù bây giờ em chưa thích ai, thì em phải đặt ra một tiêu chuẩn gì đó chứ. Ví dụ như là xinh đẹp, giỏi giang, tính tình vui vẻ, với lại hiền lành nữa. Em cần bao nhiêu trong số những tiêu chuẩn đó thì được? Bộ nhất định phải đặt ra tiêu chuẩn là gì sao? Ừ. Nếu vậy thì em sẽ không cần những thứ mà anh vừa nói đâu. Người yêu của em á, chỉ cần đặt em bên cạnh cô ấy một thời gian thì em sẽ không bao giờ rời xa được cô ấy. Mà nếu như rời xa thì nó sẽ khiến em phát điên lên. Cô ấy chính là người sẽ dùng tình yêu để chữa lành vết thương trong trái tim em. Mà liệu trên đời này có một cô giống vậy không? Kim Yến à. Dạ. Cô có chuyện này muốn hỏi cháu, nhưng nếu quá đường đột khiến cháu không vui á, thì cháu bỏ qua cho cô nha. Dạ. Dạ, bộ có chuyện gì hả cô? Việc với cháu á, có quan hệ như thế nào? Thì tụi cháu làm chung tập đoàn á cô. Mà anh Việt ảnh cũng hay xuống phòng thiết kế lắm, nên hai anh em cũng hay nói chuyện với nhau. Có vậy thôi à cô? Cô lại thấy không hẳn như vậy nha. Nếu được, cháu có thể nói cho cô biết sự thật không? Cháu thực ra là tình cờ quen biết cháu chưa được bao lâu, nhưng cô thấy chúng ta rất hợp nhau. Thú thật với cháu là cô cũng có một vài dự tính, nhưng lúc nãy khi cô thấy thái độ của Việt với cháu, làm sao tôi có thể để anh ta chặn mất đường tới con trai bà chứ? Có phải đó là dự tính của bà không? Thưa cô, cháu cũng không muốn giấu giếm gì, bởi thật sự cũng không có gì để giấu hết. Chỉ là cháu nghĩ là chuyện riêng không tiện nói ra thôi. Nhưng vì anh Việt là cháu của cô, cho nên cháu cũng xin nói thật với cô. Sự thật là anh Việt đã có ngỏ lời yêu cháu cách đây mấy tháng trước. Anh Việt là người tốt, lại yêu thương cháu thật lòng. Điều kiện của anh ấy cũng khá lý tưởng để kết hôn nữa. Bạn bè cháu đều nói như vậy hết á. Vậy là cháu nhận lời Việt rồi đúng không? Dạ không, cháu cũng chưa có nhận lời. Cháu thấy nếu không có tình cảm mà lại đồng ý nhận lời thì thiệt thòi cho anh ấy lắm. Dù không yêu, nhưng cháu cũng sẽ trân trọng anh ấy như một người anh trai. Anh Việt là người tốt lắm đó cô. Cô biết chứ, Việt mồ côi cha mẹ từ khi chưa trưởng thành. Nó tự ý thức được điều kiện của mình khó khăn hơn người khác, cho nên là cố gắng rất nhiều lần hơn những người bình thường. Không bao giờ ỷ lại có gì là chủ tịch tập đoàn mà dựa dẫm vào đâu. Chính vì vậy cô rất yêu thương Việt, giống như là con trai ruột của mình vậy. Hơn nữa gần 10 năm qua, nó đã ở bên cạnh và giúp đỡ cô rất nhiều.
từ chuyện của gia đình cho đến chuyện tập đoàn. Bởi vậy, bất cứ chuyện gì mà cô muốn làm đều không thể nào gây tổn thương cho Diệt được. Cũng chính vì cháu rất quý anh Diệt, cháu cũng sợ ảnh bị tổn thương, cháu không dám nói thật lòng mình, nên cháu cứ giữ im lặng. Cháu cũng thử tiếp xúc nhiều hơn với anh ấy để coi coi có tình cảm không. Nhưng gặp nhau càng nhiều á, cháu cảm thấy khoảng cách của trái tim xa quá. Cháu thấy thật sự mình không có hợp với anh ấy. Cô cũng thấy như vậy. Không hiểu sao cô vẫn thấy có một người khác phù hợp hơn với cháu. Nếu như mà hai đứa thành một đôi thì có thể dung hòa được tính cách với nhau. Cháu có muốn cô giới thiệu cho cháu không? Dương, hay là Dương ngồi xuống đây ăn chung với mọi người cho vui. Thôi được rồi, để Vú ở dưới đúng bếp. Rồi đó Vú, Vú ngồi đi Vú. Đúng rồi đó Vú, Vú ngồi xuống đi Vú. Để Vú cất xong Vú ra. Vú à, đúng rồi đó. Bữa nay Vú cứ ngồi xuống ăn cho vui. Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Dạ dạ. Bữa nay á, nếu như nói là một bữa tiệc á thì cũng không phải, mà nói là một bữa cơm thân mật của mọi người trong gia đình á thì đúng hơn. Chúng ta mừng á, trước tiên là Hoàng Anh tai qua nạn khỏi. Và cũng để cảm ơn Kim Yến. Từ nay Kim Yến cũng là người trong một nhà với chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta cùng nâng ly. Dạ, con mời gì? Con mời Vú. Uống đi con, Vú biết uống. Để em múc cho mọi người nha. Diệt à. Dạ. Kim Yến là
ân nhân của Hoàng Anh, cho nên từ nay trong công việc á, con cũng phải chú ý quan tâm hơn một chút nha. Anh em thường xuyên gặp nhau, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau. Dì à, cái việc này đáng lẽ ra dì phải dặn trưởng phòng thiết kế đó. Nè anh, còn về phần con á, nếu con giúp được chuyện gì Kim Yến cứ nói, con sẽ giúp ngay thôi. Anh Việt trước giờ rất là quan tâm đến các nhân viên trong công ty mà cô. Ai á, anh cũng giúp đỡ nhiệt tình hết á. Các nhân viên trong công ty á, ai mà không quý mến anh Việt. Hình như á, chỉ có Kim Yến là nói tốt cho anh thôi. À Kim Yến nè, anh nghĩ là có dịp nào đó anh phải mời để cảm ơn em. Quang Anh à. Dạ. Nếu như mà con cũng tới làm chung tập đoàn với Kim Yến và anh Việt á, có phải là vui hơn không? Đi làm đâu chỉ phải để vui không đâu mẹ. Nếu không có gì trở ngại thì trước hết nên làm việc mình thích cho đã. Mọi người ăn đi. Sao được không, đẹp chưa? Cái form á thì đẹp rồi đó, nhưng mà mặt lên em thấy anh hơi mập thì phải á. Mập đâu mà mập, anh thấy đẹp chứ bộ. Mặt cao này vô á anh thấy trẻ hơn 3-4 tuổi luôn á. Anh á lại nằm mơ giữa ban ngày nữa rồi, làm ơn tỉnh lại giùm em cái đi. Ê lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác là vợ anh mua cho anh một cái áo đẹp như vậy đó nha. Không muốn nằm mơ mà giấc mơ nó vẫn diễn ra. À, bữa nay không phải là sinh nhật ha, cũng không phải là Noel nữa, và cũng không phải là ngày Valentine. Sao tự nhiên em lại mua một đống áo cho anh vậy hả? Ê, đừng nói là làm việc có lỗi với anh rồi mua áo chuộc lỗi cho anh đúng không? Anh á cứ vu oan giáo họa cho em như vậy, chưa biết chừng mai mốt em sẽ làm gì có lỗi với anh thật đó. Em nè, em không thể nào tưởng tượng được và hiểu được cái cảm giác của anh như bây giờ đâu. Anh mơ ước một điều là hai đứa sẽ được sống chung dưới một mái nhà. Mỗi buổi sáng á, chỉ cần mở mắt ra có thể nhìn thấy em. Em nằm bên cạnh anh và mỉm cười với anh. Em sẽ giúp anh bận áo sơ mi nè, còn thắt cà ravat nữa, còn làm buổi điểm tâm sáng cho anh nữa. Rồi sau đó anh sẽ chở em đi làm, còn buổi chiều á anh sẽ chạy đi rước em về. Anh thích cái cảm giác mà em dương người tắt cái đèn ngủ cho anh nữa. Anh có thể thấy được cái hạnh phúc đó rồi đó. Không bao lâu nữa đâu, anh có thể cảm nhận được cái ngày đó đang đến rất gần, rất gần. Em sao vậy? Em vừa phải mỉm cười rồi ủi áo, thắt cà ravat cho anh, rồi làm điểm tâm cho anh nữa. Trời ơi, sao anh bốc lột sức lao động của em quá vậy, mà không hề có thành ý muốn giúp đỡ em. Chắc em phải lấy chồng khác quá à. Em không được làm như vậy đâu, bởi vì chúng ta tuy hai mà một, và sẽ không bao giờ có ai có thể chia cắt được anh và em đâu. Lớn rồi không được khóc. Lại còn vậy nữa sao? Không biết con nhỏ đó còn định giở trò gì nữa đây. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Tôi nghĩ cần phải có động thái gì đó để ngăn chặn và cắt đứt quan hệ của họ. Có lẽ việc theo dõi không còn cần thiết nữa đâu. À, cậu có ý gì hay đúng không? Tôi thấy không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ theo phương thức truyền thống mà làm thôi. Cắt đứt phương tiện kiếm sống, tác động mạnh tới gia đình, ngăn cản dọa dẫm một thời gian,
lúc đó cô ta cũng sẽ nản thôi. Nếu vẫn không có kết quả, cậu tính sao đây? Nếu cô ta vẫn còn cứng đầu thì mình có thể dùng biện pháp cuối cùng, hủy tư cách làm mẹ của cô ta. Khi thấy tình hình quá khó khăn, mọi nỗ lực lại trở về con số 0, cô ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng, chán nản. Lúc đó chỉ cần bỏ ra một số tiền lớn để đền bù cho những tính toán không thành của cô ta, mọi việc sẽ kết thúc trong êm đẹp. Đó không phải là mẫu số chung của tất cả các cô gái sao? Không hiểu sao, cứ nhìn con nhỏ đó tôi có cảm giác không yên tâm. Thêm vào đó là tính tình của thằng Tiến Đạt nữa. Tôi hiểu rất rõ, chỉ cần điều nó muốn, nhất định nó sẽ làm cho bằng được. Nếu con nhỏ đó cứ lợi dụng vào điểm này, bám riết không buông tha nó thì sao? Vì vậy, chuyện này phải xử lý thiệt tốt và khéo léo mới được. À, cậu chờ tôi một chút, rồi chở tôi đi tới nơi này. Nếu thuận lợi đúng như ý tôi tính toán thì mọi việc sẽ giải quyết luôn ngày hôm nay. Dạ. Anh ta thậm chí còn không thèm gọi điện thoại cho mình. Chắc không phải đã nói hết mọi chuyện cho nhà bên kia nghe rồi chứ? Tự nhiên mình lại chơi trò bịt mắt bắt dê, không đáng thiệt ta. Phí phạm công lao của mình quá. Không được rồi, nếu mà không giải quyết được trở ngại này, mình không thể bước tiếp về phía trước được. Anh hả? Hồi nãy em định nói chuyện với anh một chút xíu, nhưng mà anh lại về gấp quá. Bây giờ mình gặp nhau một chút được không anh? Em có chuyện nhất định phải nói với anh đó. Khi nào mấy người này là giang hồ muốn thanh toán ngày mai không? Ôi trời đất, chỉ cần nghĩ tới thôi là thấy khủng khiếp rồi. Dù sao một chuyện như vậy cũng không thể nào xảy ra trong quán của mình được. Phải báo cho Hiền Mai biết. Chị ơi, em tính tiền bàn đó rồi đó. Thối lại 10.000 á chị. Xin lỗi, em có phải là Hiền Mai không? Dạ, tôi là Hiền Mai. Nhưng mà có chuyện gì không anh? Không, cô muốn nói chuyện với em một chút. Anh à, hồi nãy anh nhìn thấy em, anh ngạc nhiên phải không? Thật quá ngạc nhiên ấy chứ. Anh đang suy nghĩ về chuyện đó. Chuyện em cứu giúp Hoàng Anh là chuyện tốt, tại sao em lại giấu anh?
Anh đã ngồi đây suốt mấy tiếng để suy nghĩ, nhưng cũng chẳng hiểu được tại sao. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là anh quá ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim em. Trước đây anh cứ nghĩ rằng ít ra anh cũng là nơi để em sẻ chia tâm sự, hoặc là có bất cứ chuyện gì đặc biệt xảy ra như chị cứu giúp Hoàng Anh, những lúc đó em sẽ tâm sự với anh. Anh đã nghĩ mình quan trọng như vậy đó, nhưng mà hôm nay anh mới biết là mình đã ngộ nhận rồi. Anh cảm thấy buồn lắm. Em xin lỗi anh mà. Nhiều khi em chỉ nghĩ đến mỗi bản thân em thôi, không quan tâm đến cảm giác của anh. Mẹ em đã từng nói, dù em đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà em vẫn xử sự như một đứa trẻ con. Em xin lỗi mà. Nhưng mà anh đừng bao giờ nghi ngờ về tầm quan trọng của anh đối với em hết. Anh mà nghĩ như vậy á, tội nghiệp cho em lắm á. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, hôm nay tôi tới đây á là muốn nhà Huyền Mai giúp đỡ. Thưa cô, con không biết là có chuyện gì, nhưng mà tôi biết hiện nay cô Huyền Mai đang gặp rất nhiều khó khăn. Đây là tiền của tôi, một ít thôi, mong cô nhận cho. Nếu có chuyện gì con có thể giúp được thì cô cứ nói, còn cái này con không thể nhận được. Rất có khí phách và cũng rất thẳng thắn. Tôi thích những người như cô đó. Nhưng cô hơi cố chấp thì phải. Cô biết không, những người trẻ thường hay chê những người già cố chấp, nhưng chính họ mới là người cố chấp, lại là người không biết lượng sức mình. Chỉ cần cô giúp tôi, nếu làm xong việc thì không phải chỉ có bao nhiêu đây thôi. Tôi là người rất biết điều, sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Tạm thời đừng nói tới số tiền này nữa. Nhưng thật sự cô cần con giao việc gì? Đơn giản thôi. Cô cũng biết tôi không đồng ý chuyện con trai tôi cưới Ngọc Quỳnh. Nhưng nếu đơn phương độc mã mà ngăn cản nó thì khó khăn cho tôi. Vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của cô để mọi chuyện dễ dàng hơn. Nếu như cô đã tìm tới đây thì chắc cô đã biết con chính là bạn thân của Ngọc Quỳnh. Tất nhiên con luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với Ngọc Quỳnh rồi. Tôi hiểu. Cô Huyền Mai là người ngoài cuộc mà. Tôi muốn cô tỉnh táo mà biết rằng nếu mà kết hôn với con trai tôi thì không có sự tốt đẹp với bạn cô đâu. Tôi sẽ ngăn cản tụi nó tới cùng. Tụi nó có gạt tôi ra cũng không được đâu cô. Chỉ cần cô nhận lời, còn làm cách nào tôi sẽ nói với cô sau. Và tôi cũng hứa rằng mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng và bạn cô sẽ không bị tổn thương đâu. Và chắc chắn tôi không hề để cho nó biết cô có liên quan đến chuyện này. Tất cả mọi chuyện sẽ thuận lợi và an toàn. Cô đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Thật ra nãy giờ không phải con đang suy nghĩ về việc có nên giúp cô hay không đâu. Con chỉ đang nghĩ xem con nên nói sao để cô khỏi hiểu lầm con thôi. Con xin lỗi đã phụ sự kỳ vọng của cô. Và con cũng mong cô hãy mở lòng với Ngọc Quỳnh, bạn của con. Tiến Đạt và Ngọc Quỳnh thật sự rất yêu thương nhau mà. Quyết định cuối cùng của cô là như vậy sao? Cô làm cho tôi thất vọng quá đó cô Mai à. Cô không thể thay đổi quyết định được sao? Thật sự Ngọc Quỳnh là một cô gái rất tốt, rất đáng thương cô à. Thôi đi. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà. Cô nghĩ cô là ai mà cô dạy tôi phải làm thế này thế kia? Cô có tư cách gì chứ? Dạ con không dám. Con xin lỗi cô. Cô đừng tưởng tôi tới đây tìm cô. Cô lại mặt chảnh với tôi nha. Tại vì tôi muốn xong việc của tôi thôi. Không ngờ cô là loại người không biết phải trái. Thật ra tôi đã nhìn lầm cô rồi. Thứ như cô hả, muốn dùng vô việc gì đó, tôi nghĩ chắc không nên trò rống gì hết đó. Được rồi, cô cứ đi theo con bạn cô đi, bám theo thằng con trai tôi. Còn có nên cơm cháo gì hay không, nghèo kiết xác mà bị đạp, muốn lên mặt dạy đời hả?
Mày đạt đạo đức giả hả? Nè bà kia, mà đứng lại đó. Ừ, chị. Chị buông ra. Làm gì phải đứng? Cô lại gì phải đứng? Bà nghe nè, bà đừng làm tôi phải nổi điên lên đó nha. Làm gì? Tôi sợ quá. Uống cà phê tính quật tiền không trả phải không? Muốn tiền hả? Bà làm gì đó? Muốn tiền, người ta đưa tiền. Còn nói gì nữa? Nghèo kiết xác, chỉ biết tiền mà suốt ngày lên mặt đạo đức. Ta hết chịu nổi mà. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho bà một bài học. Chị, chỉ vì em muốn được mọi người thừa nhận bằng chính năng lực của mình nên em không thể tiết lộ ra chuyện em cứu giúp Hoàng Anh. Nhưng anh vẫn không hiểu. Đó chỉ là sự tình cờ thôi mà. Thì em biết vậy, nhưng em rất sợ nếu sau này mà em tiến thêm một bước nào đó trong tập đoàn thì mọi người sẽ nghĩ là chủ tịch sẽ thiên vị cất nhắc em. Lòng tự trọng của em không có cho phép. Anh có hiểu không? Dù em lo sợ tất cả mọi người nghĩ em như vậy, nhưng em đâu cần phải giấu anh. Hay là em không tin anh đúng không? Không phải đâu, em tin anh. Em hoàn toàn tin tưởng vào anh mà. Tình cảm của anh dành cho em như thế nào em đều biết. Thật ra em không quan tâm mọi người suy nghĩ về em như thế nào đâu. Người em quan tâm nhất là anh. Em rất sợ người khác sẽ bàn ra tán vào, rồi anh sẽ suy nghĩ không tốt về em. Một người nói có thể anh sẽ không tin, nhưng nếu 100 người nói, chắc chắn anh sẽ dao động. Bởi vậy em mới ráng chờ một cơ hội tốt để nói cho anh biết sao. Em không ngờ anh lại có thể giận em vì lý do như vậy đó anh Việt à. Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải hiểu cho những lo lắng trong lòng em mới đúng. Vậy mà anh không có lỗi gì hết. Anh hiểu và thông cảm cho em như vậy là quá tốt rồi. Em biết không, tự nhiên hôm nay khi mà thấy em ở nhà Hoàng Anh, anh cảm thấy bất an vô cùng. Cho đến tận bây giờ cảm giác đó không vơi đi mà càng lớn dần hơn. Từ đó anh cảm thấy lo lắng. Chính cảm giác lo lắng đó làm anh mất hết ý chí. Anh sợ. Nhưng mà sợ chuyện gì? Em sẽ không bao giờ yêu Hoàng Anh. Ngọc Quỳnh ơi, em có biết là nguy hiểm đang tới gần em hay không? Đạt, chuyện gì vậy mẹ? Chuyện gì nữa? Con nhìn mẹ đi, tất cả là tại con hết á. Cái gì vậy mẹ? Rốt cuộc mẹ đang nói cái gì mà con không hiểu gì hết vậy? Sao tại con? Tất nhiên là con không hiểu gì rồi. Bây giờ suốt ngày con chỉ bám theo con nhỏ đó thôi, đâu có thời gian mà lo lắng cho người đã sinh thành ra con đâu. Nhờ có đứa con ngu ngốc, mẹ đã hơn 50 tuổi rồi, chuyện không bao giờ gặp. Hôm nay mẹ đã gặp hết rồi đó. Có khi nào em sẽ yêu Hoàng Anh không? Đứng trước một Hoàng Anh trẻ trung nổi bật về hình thức, tài năng thì vượt trội, còn gia thế thì hơn người. Anh hỏi em có giữ lòng được không? Anh Việt à, anh có biết anh nói gì không vậy? Hoàng Anh,
đó là chị ơi cứu mẹ của em. Anh chưa biết lúc nào tình cảm mang ơn sẽ chuyển thành tình yêu mãnh liệt. Đến lúc đó, không lẽ em sẽ không so sánh giữa anh và người ta sao? Anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Càng nghĩ lại, anh càng thấy lo sợ hơn. Anh đúng là một kẻ nhút nhát, một kẻ chẳng ra gì. Một kẻ si tình mất hết lý trí như anh sẽ có lợi nhiều hơn là có hại cho tôi. Tôi cũng chẳng dại dày dồn anh vào bước đường cùng. Bởi như vậy là quá nguy hiểm. Em không muốn nói chuyện em đã cứu giúp Hoàng Anh, bởi vì em không muốn tình huống như ngày hôm nay xảy ra. Anh hoặc bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến chuyện em và Hoàng Anh sẽ trở thành một cặp, bởi vì mối lương duyên hiếm gặp. Nhưng mà em không trách anh đã nghĩ quan cho em đâu. Em biết không, anh luôn nghĩ mình không đến nỗi nào quá tệ. Nhưng mà không hiểu sao khi đứng trước em, anh không còn chút tự tin nào hết. Em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, nhưng lại cảm giác rất xa xôi. Yến nè, em đã gieo cho anh cảm giác quá phiêu lưu. Nói như vậy nghĩa là anh không chịu tin em đúng không? Thôi được rồi, nếu mà anh không tin em thì em không còn cách nào khác đâu. Yến, anh yêu em. Em biết không, ba mẹ anh mất từ rất sớm. Lúc đó anh nghĩ mình chẳng cần bất cứ ai trên đời này. Nhưng từ khi gặp em, anh nghĩ chỉ cần có em thì tất cả những năm tháng thiếu thốn tình cảm của anh sẽ được bù đắp. Chính vì vậy anh không thể mất em được cái biến à. Em đừng dành cơ hội cho bất cứ ai. Hãy giữ tất cả cho anh, có được không em? Anh có biết tại sao em lại giận dữ như vậy không? Bởi vì anh đã nghi ngờ tình cảm của em á. Tình yêu đâu phải chỉ cần có điều kiện tốt là được đâu. Nó là thứ rung cảm của tận đáy lòng mà. Đầu thể cứ hôm nay cứ rung lên vì người này, rồi ngày mai lại rung lên vì người khác. Hiểu chưa? Ngốc. Cái gì? Em điên rồi hả? Sinh con và nuôi con một mình ở một nơi xa lạ như vậy, không người thân chăm sóc nữa. Em có hiểu đó là việc khó khăn tới mức độ nào không? Nếu có thể đi bằng đường quốc lộ thì ai lại chọn đường rừng mà đi hả chị? Chị cũng biết mẹ anh ấy không bao giờ chấp nhận em. Em ở lại đây chỉ làm anh ấy thêm khó xử mà thôi. Em đừng có lo nghĩ nhiều quá. Chưa biết chừng khi mẹ anh Tiến Đạt biết tin có cháu nội sẽ có thái độ khác với em thì sao? Nhưng mà em... Người ta có thể không hài lòng về con dâu, nhưng đâu có ai ghét bỏ cháu nội bao giờ đâu em. Em phải tự tin lên chứ. Em cứ như vậy đâu phải là Ngọc Quỳnh mà chị quen biết đâu em. Chị nói đúng lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không còn là Ngọc Quỳnh nữa. Chính vì vậy, Hoàng Anh à, con ăn trái cây nha. Dạ. Con có đói bụng không? Để mẹ kêu vú nấu thêm một ít thức ăn cho con. Dạ không cần đâu mẹ. Tại bữa giờ con uống thuốc nhiều quá, miệng cũng đắng, không muốn ăn gì hết. Mẹ để con ăn trái cây được rồi. Mấy ngày nay phải nằm trong phòng, chắc là mệt lắm hả? Hôm nay con coi phim hay là đọc báo? Con đang xem lại một số hoạt động gần đây của công ty, với lại thử tính chỉ số phát triển của công ty trong vòng 3 năm tới.
Đúng là con đang làm như vậy thiệt chứ? Dạ. Nhưng mà có gì đâu mà mẹ ngạc nhiên. Đó là việc con phải làm mà. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Không bao giờ mà mẹ dám mơ sẽ có một ngày được như vậy. Như vậy là tốt quá rồi. Cuối cùng thì mẹ cũng đã chờ được tới ngày giao tập đoàn này lại cho con. Mẹ à, con xin lỗi, nhưng mẹ hiểu lầm ý của con rồi. Con đang muốn nói tới công ty lúc trước đã nhận con vào làm. Con đã nói chuyện này với mẹ rồi mà. À, chắc là mẹ lớn tuổi rồi, lẩm cẩm nên quên. Mẹ à, sẽ không bao giờ có chuyện con tới tập đoàn gia đình mình để làm đâu. Sau này mẹ đừng nhầm lẫn như vậy nữa nghe. Ừ, mẹ biết rồi. Nhưng hôm trước con nói với mẹ sẽ ký hợp đồng rồi lại bị tai nạn. Bác sĩ nói á, con phải được nghỉ ngơi hơn một tuần mới được đi làm. Mà công ty đó thì đang cần người gấp. Không lẽ họ vẫn chờ con sao? Không biết chừng họ đã tuyển được người khác vô vị trí đó rồi. Dạ, thì con cũng đã gọi điện thông báo cho họ là tìm người khác. Nhưng mà họ nói họ sẽ cố gắng thu xếp và họ chờ con. Vì họ rất có thành ý, cho nên con cũng cố gắng dưỡng bệnh nhanh chóng để đi làm cho họ. À, Hoàng Anh nè. Dạ. Con thấy Kim Yến như thế nào? Có phải là rất khá lắm không? Vừa xinh đẹp, thông minh, lại vừa tốt bụng nữa. Thời buổi bây giờ kiếm được một đứa con gái như vậy là khó lắm đó. Dạ. Thì Kim Yến rất là tốt, con cũng rất biết ơn cô ấy. Nhưng ý mẹ không phải là chuyện đó. Kim Yến là ân nhân của con. Nhưng nếu khoanh đối tượng để kết hôn thì con thấy sao? Mẹ nói kết hôn nghĩa là sao? Mẹ muốn con và Kim Yến kết hôn à? Bây giờ chỉ cần con đồng ý thôi, mọi chuyện cứ để đó mẹ sắp xếp. Nếu có thể trong năm nay mà cưới luôn được thì tốt quá. Mẹ à, bây giờ sao vậy mẹ? Không chỉ là công việc mà bây giờ chuyện kết hôn của con mẹ cũng muốn sắp xếp luôn là sao? Không phải, mẹ không có ý đó, con đừng có hiểu lầm. Nhưng mà có lý do gì mà con phải kết hôn với Kim Yến? Cô ấy là người hoàn hảo, hay cô ấy là phiên bản của mẹ, cho nên mẹ rất thích. Và rốt cuộc, mẹ vì con hay là mẹ vì chính cái tôi của mẹ? Con thôi đi có được không? Đừng nghĩ rằng mẹ có ý nhường nhịn thì con muốn nói sao cũng được. Mẹ cực khổ như thế nào để sinh ra con, rồi nuôi con khôn lớn, để nghe những lời đó từ phía con hay sao? Con làm cho mẹ quá thất vọng đó Hoàng Anh à. Con biết. Giờ con cũng mong rằng từ nay trở đi mẹ đừng hy vọng gì con hết. Vì tất cả những hy vọng của mẹ đối với con là quá sức. Em đi đâu vậy? Em đứng lại coi. Hôm nay anh và em phải nói cho rõ ràng chuyện này mới được. Em không có gì muốn nói nữa. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Tất cả là lỗi của em. Như vậy được chưa? Bây giờ em coi nhà này là địa ngục rồi phải không? Còn anh là thằng bất tài vô dụng, chẳng được tích sự gì phải không? Em nói thử xem, rốt cuộc trong đầu anh nghĩ gì vậy? Tất cả là lỗi của em. Lẽ ra ngày xưa em không nên đặt quá nhiều kỳ vọng ở anh, để bây giờ em phải thất vọng như vậy. Bây giờ thì em đã hiểu, những gì em đã từng hy vọng đó là quá sức đối với anh. Con nhớ hết tất cả mọi chuyện sao? Mẹ có thể quên tất cả mọi chuyện, nhưng còn con thì không. Con không bao giờ quên dù bất cứ chuyện gì. Tất cả cái đó là ký ức tuổi thơ của con mà mẹ. Con nhớ hết tất cả những điều đó là để hận mẹ, đúng không? Con không muốn quá nhẫn tâm, để tất cả những suy nghĩ về mẹ trong lòng con chỉ là lòng thù hận. Con muốn được sống nhẹ nhàng hơn. Mẹ à, chính vì vậy con muốn mẹ để yên như vậy. Bao nhiêu năm nữa thì cũng như vậy thôi. Con cầu xin mẹ đó. Em suy nghĩ kỹ chưa? Chừng nào em đi? Em đi rồi á, chị ở nhà phải biết tự lo cho mình đó. Đừng có tham công tiếc việc quá mà tổn hại cho sức khỏe. Bây giờ thì chưa thấy gì đâu, mai mốt già rồi đổ bệnh tùm lum mà. Em đó, đúng là một bà già nhiều chuyện à. Đừng chỉ có lo cho chị không, em còn phải lo cho em và cả đứa bé trong bụng em nữa chứ.
em cũng phải giữ sức khỏe nữa đó nha. Chị đang rầu, không biết mai mốt em sinh con rồi cuộc sống sẽ ra sao nữa. Tới đâu hay tới đó, còn 7 tháng nữa mới sinh con mà. Em sẽ thu xếp được mọi việc thôi, chị không cần phải lo đâu. À, chị chuyển bức thư này cho anh Tiến Đạt giùm em ngay sau khi em rời khỏi thành phố nha. Chỉ đơn giản là trao một phong thư như vậy thôi hả em? Những gì em cần nói em đã nói hết trong thư rồi. Nhân tiện chị nói thêm với anh ấy là em xin lỗi, đừng tìm em vô ích. Em không thể làm như vậy được. Em nghĩ chỉ dựa vào mấy lời nói của chị mà anh ấy sẽ tha lỗi và không tìm kiếm em nữa hả? Nếu dựa vào những điều mà chị biết về anh Tiến Đạt thì nhất định anh ấy sẽ không chịu ngồi yên khi em ra đi như vậy đâu. Nhất là mọi chuyện lại không rõ ràng nữa. Chị sẽ không nói ra nơi em đến, nhưng chắc chắn rằng dù phải xới tung cả trái đất này lên để tìm kiếm, anh ấy cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Chị nghĩ là em không hiểu được điều đó sao? Tình cảm của anh ấy đối với em sâu nặng như thế nào em biết hết. Cố chấp để ra đi như vậy em cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng biết làm sao được, em và anh ấy có duyên nhưng không có nợ, đành phải chịu vậy thôi. Em đừng có nói ra những lời yếu đuối bạc nhược đó. Em không nhớ sao? Đứa con chính là sợi dây kết nối giữa em và anh ấy. Em làm như vậy là quá ích kỷ Ngọc Quỳnh à. Thử nghĩ, nếu anh Tiến Đạt biết em vì muốn anh ấy không phải khó xử mà phải ra đi, anh ấy liệu có thể vui vẻ được không em? Huống hồ em là người biết rõ hạnh phúc của anh ấy là gì. Chị nghĩ đó chính là được ở bên cạnh em, lo lắng và chăm sóc cho em suốt đời đó Ngọc Quỳnh à. Có điều này không hiểu chị đã biết không? Em có thể chịu tất cả mọi khó khăn đau khổ để ở bên cạnh anh ấy, nhưng em không thể để con em bị khinh rẻ, bị coi như vật trở ngại cho con đường công danh sự nghiệp của anh ấy. Như vậy sẽ quá tủi thân cho con em, là không công bằng với nó. Chị có biết không? Anh tới khi nào vậy? Để em vô làm cơm cho anh ăn nha. Đứng lại đó. Em đã có thai. Chẳng những em không định nói cho anh biết mà còn định ra đi trong im lặng nữa đúng không? Có đúng không? Anh hãy bình tĩnh một chút đi, rồi từ từ nói chuyện với Ngọc Quỳnh. Em nghĩ hai người có nhiều điều nói chuyện với nhau lắm. Hiền Mai, em đi vô nhà đi, anh có chuyện muốn nói với Ngọc Quỳnh. Em xin lỗi anh. Em muốn chờ tới dịp thích hợp rồi sẽ nói cho anh biết. Thật ra em... Hôm nay đúng là một ngày thật đáng tệ đối với anh. Nếu như không được người khác tình cờ tiết lộ thì anh sẽ không bao giờ biết được chuyện mình sắp bị người yêu bỏ rơi. Và càng thật tệ hơn nữa, nếu như anh không lắng nghe được câu chuyện giữa em và Hiền Mai thì anh càng không biết được chuyện người yêu của mình đang mang đứa con trong bụng. Em thử nghĩ coi, như vậy có công bằng với anh không? Có công bằng với anh không? Rốt cuộc em coi tình cảm 4 năm của anh là gì hả? Hả? Em không hề có một chút tin tưởng để dựa vào anh à? Chính vì muốn anh ngẩng cao đầu, bước thênh thang vào đời nên em mới làm như vậy.
Đứa con trong bụng của em sẽ không bao giờ được thừa nhận. Nên em không muốn anh phải khổ sở dằn vặt khi em sinh nó ra. Em muốn anh được hạnh phúc trọn vẹn. Em còn dám nói với anh như vậy nữa hả? Hạnh phúc trọn vẹn? Em có tin là anh giết chết hai mẹ con em rồi tự sát để gia đình mình cùng sống yên ổn nhau không? Em nên biết một điều, với anh như vậy mới gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc của anh là phải có em bên cạnh suốt đời. Những chuyện khác hoàn toàn vô nghĩa. Không lẽ 4 năm nay anh yêu em, ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, tất cả những điều đó không đủ để em hiểu được điều đơn giản này sao? Vậy là cuối cùng em cũng như mẹ anh thôi. Quá tàn nhẫn đối với anh. Không hề nghĩ anh muốn gì, không hề nghĩ tới cảm giác của anh. Cứ lặng lẽ làm theo ý của mình thôi. Cứ cho như vậy là anh sẽ được hạnh phúc. Được rồi, nếu em cứ quyết định đi thì em cứ bỏ anh đi đi. Em đã không màng tới tình cảm 4 năm trời của chúng ta thì anh cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Em cứ đi bất cứ nơi nào mà em thích đi, anh cũng sẽ như vậy. Anh sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà anh thích. Em xin lỗi, anh hãy tha thứ cho em đi. Em sai rồi, anh đừng bỏ rơi em nha. Chính em muốn rời bỏ anh mà còn đổ thừa cho anh nữa hả? Em thử nghĩ đi, anh có thể sống nếu thiếu em được sao? Em ghét lắm. Em dám tước đoạt quyền làm cha của anh nữa. Đây không phải là lỗi tại trời hay sao? Anh nói cho em biết, không ai có thể chia rẽ được cha con anh hết, kể cả người đó là em. Anh sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Có phải đây là sự trừng phạt mà anh dành cho em không? Nhớ lại khi anh còn sống, em làm chuyện gì cũng lấn lướt anh hết. Ngay cả khi anh nói những lời phải quay, em cũng chẳng bận tâm lắng nghe. Một chút đạo lý làm vợ mà em cũng không làm tròn được. Vậy mà em còn tự cho mình là giỏi nữa. Anh ơi, con nó đã trượt xa em quá rồi. Những năm tháng đi du học xa nhà, em còn được sống trong tưởng tượng. Em tưởng tượng rằng khi con trở về thì tình cảm của hai mẹ con sẽ khăng khít hơn. Nhưng bây giờ thì mọi hy vọng của em đã tan biến hết. Chỉ một bàn tay thì không thể nào dỗ được thành tiếng, có phải không anh? Nếu có một phần hy vọng để tìm lại được những tình cảm của con, em sẽ nỗ lực tới cùng. Nhưng nếu chẳng có một tia hy vọng nào hết mà em vẫn cứ cố gắng, liệu có phải là quá tàn nhẫn với em không anh?
Từ từ thôi, đừng té đó. Hoàng Anh, đó thấy chưa, mẹ đã nói rồi mà. Từ từ thôi, có sao không con? Có đau lắm không? Đứng lên mẹ coi. Đi thử mấy bước rồi, mẹ coi có đau không? Thấy chưa, mẹ đã nói với con rồi hả? Nghe mẹ dặn nè, từ nay về sau á, không có được buông tay mẹ ra nữa nghe không? Nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa đâu. Con sẽ nắm chặt tay mẹ suốt đời luôn. Tại sao ngày đó bây giờ không còn nữa? Em đau lòng tới mức này sao? Đến nỗi giấc ngủ cũng chảy nước mắt nữa. Rốt cuộc sự có mặt của anh để làm gì chứ? Anh xin lỗi em Ngọc Quỳnh à, anh thật vô dụng quá. Nỗi lo sợ của Ngọc Quỳnh không phải là vô căn cứ. Mẹ anh thật sự là một người rất đáng sợ. Bà ta có thể làm những gì mà bà ta muốn để đạt được mục đích. Nói ra điều này có vẻ không hợp lý lắm, đúng không em? Chính anh cũng lo sợ mẹ anh sẽ không chấp nhận Ngọc Quỳnh, đúng không? Hồi nãy anh có nói với Ngọc Quỳnh rồi, và cô ấy cũng đã có phần hiểu ra. Với tính cách của mẹ anh, anh cũng có một chút nghi ngại. Ừ. Nhưng có một điều anh vẫn hy vọng là trước cháu nội đang nằm trong bụng của Ngọc Quỳnh sẽ khiến bà thay đổi ác cảm trước đây với Ngọc Quỳnh. Thật sự anh không thể nào để cho Ngọc Quỳnh phải chịu thua thiệt với đời như vậy được. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em nghĩ chỉ cần có anh ở bên cạnh Ngọc Quỳnh thì chắc chắn Ngọc Quỳnh sẽ có một cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Em tin anh sẽ làm được mà anh Đạt. Cảm ơn em. Chào cô. Sao, sẵn sàng chưa em? Em không biết nữa. Tự nhiên tới đây em đã có cảm giác rất sợ. Em hèn nhát quá phải không anh? Hôm nay em cũng muốn hèn nhát cách mấy đi chăng nữa, anh cũng phải bắt em dũng cảm lên. Dũng cảm để chiến đấu vì hạnh phúc của chúng ta chứ. Em sẽ không bỏ cuộc nữa. Ít ra em phải làm được điều gì đó cho tình yêu của chúng mình chứ. Và còn vì tương lai của con chúng ta nữa. Đi. Một vẻ đẹp hoàn hảo là tiền đề của một cuộc đời hoàn hảo. Nói vậy có quá đáng không ta? Mà đâu có gì là quá đáng. Ai nói tình yêu không phải là trò chơi? Ngược lại, trò chơi này còn rất thú vị nữa là đằng khác. Lần này mình sẽ vừa bắt được con cá rô mà vẫn giữ được con săn sắt. Cuộc đời thật là vui. Con xin phép mẹ cho con và Ngọc Quỳnh được tổ chức đám cưới. Chuyện này nói xong rồi mà.
chưa rõ hay sao? Nhưng mà bây giờ Ngọc Quỳnh đã mang thai và sắp sinh cho mẹ một đứa cháu nội. Con xin mẹ hãy xóa bỏ mọi hiềm khích và nhận cô ấy làm con dâu đi mẹ. Mẹ, mẹ, con nín đi. Đã bàn tính kỹ với nhau rồi mới tới đây chứ gì. Nên hai người mới dám dắt nhau tới đây phải không? Thằng Tiến Đạt không hiểu thì cũng có thể tha thứ được. Còn cô, cô cũng tỏ ra ngơ ngác là sao? Cô có thai hơn 2 tháng rồi hả? Cô dùng cách đó để buộc tôi phải cho cô kết hôn với con trai tôi hả? Rồi thêm một bước nữa, cô lại chiếm hết tài sản của gia đình tôi. Rồi cô lại đẩy hai mẹ con tôi ra đường. Toàn bộ kế hoạch đúng như ý cô phải không? Mẹ, mẹ nói cái gì vậy mẹ? Con nín đi. Mày bây giờ ăn phải bùa mê thuốc lú rồi, không biết trời trăng mấy nước gì hết. Tao xin mày ra nuôi nấng mày, rồi bây giờ mày giống thằng ngu ngốc vậy hả? Tao hết chịu nổi mày rồi. Mày biết chưa Tiến Đạt? Còn cô, cô nói thử coi, bây giờ cô muốn cái gì? Cô đâu có sợ tôi, mắc gì cô phải làm như vậy? Bây giờ cô có thai rồi, tôi mới là người sợ cô mới đúng chứ. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy mẹ? Còn với Ngọc Quỳnh, chỉ xin mẹ một điều rất là nhỏ, là xin mẹ cho kết hôn thôi. Đó chỉ là mong muốn riêng của con thôi. Sao con biết cô ta muốn như vậy? Mẹ muốn là chính miệng cô ta nói với mẹ, hiểu chưa? Thưa bác, con xin phép bác cho con được làm vợ anh Tiến Đạt. Con biết là còn nhiều điều bác chưa hài lòng về con, nhưng con sẽ cố gắng hết mình để... Hay lắm đó, nói hay lắm đó. Tôi còn tưởng cô có lòng tự trọng, còn một chút liêm sĩ, sẽ không bao giờ dám nói ra điều này. Không ngờ cô là loại gái trơ trẽn, không biết xấu hổ tới mức này sao? Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đó mẹ. Thật sự mẹ không để ý một chút nào về thành ý của cô ấy sao? Mẹ biết chứ, mẹ biết cô ta rất có thành ý, nên mẹ đặc biệt chuẩn bị cho cô ta một thứ này nè. Chờ chút nha. Sáu Đầu, lấy cái bắp trong phòng cho tôi. Đây, đây là 30.000 đô. Cứ coi như đây là lệ phí để cô chia tay con trai tôi rồi phá cái thai đi. Cô cầm lấy. Chỉ cần cô chia tay với Tiến Đạt, tôi đảm bảo cô, con đường cô đi sẽ rộng mở, thênh thang, không gặp bất kỳ trở ngại nào hết. Mẹ thôi đi. Nếu như cô vẫn không nghe lời, cứ bám lấy thằng con trai của tôi, thì tôi sẽ khiến cho cô chết cũng không được, mà sống cũng không xong, cô biết chưa? Mẹ làm cái gì vậy hả? Con xin lỗi mẹ. Mẹ nghĩ tình yêu của con và Ngọc Quỳnh là cái thứ gì mà mẹ đem ra mẹ mua bán? Trên đời này mẹ không tin có thứ gì mà không thể mua được bằng tiền. Sao rồi cô Ngọc Quỳnh? Bao nhiêu đây? Quá rẻ sao cô? Cô chia tiền hả? Quá rẻ thưa bác. Có khẩu khí lắm đó. Cô chơi trò tình yêu với con trai tôi một thời gian, bỗng nhiên lòng tham của cô cũng tăng lên vượt bậc. Nếu cô đã nói vậy thì bao nhiêu mới đủ? Cô cứ ra giá cho tôi biết đi. Đối với bác,
con trai mình chỉ đáng giá như vậy thôi sao? Còn với cháu thì khác. Cháu coi anh ấy có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Chính vì vậy nên không thể dùng tiền để ước định giá trị của anh ấy được. Vì anh ấy, cháu cũng đã dẹp bỏ tất cả rồi. Cháu sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả sinh mạng của mình, để có được anh ấy. Nếu anh ấy là người mà cháu có thể từ bỏ được, liệu cháu có cần bỏ cả lòng tự trọng của mình để tới đây cầu xin bác hay không? Cháu xin bác đó. Cô nín đi, còn dám nhắc tới lòng tự trọng không đáng một xu trước mặt tôi sao? Thứ gái lăn lộn trắc nết như cô thì lòng tự trọng của cô không phải biến thành dẻ rách từ lâu rồi sao? Con thật không ngờ mẹ là người như vậy. Mẹ lại nói những lời quá đáng với người sắp sinh cho mẹ một đứa cháu nội hay sao? Mẹ nghe Ngọc Quỳnh đã là vô duyên vô cớ rồi, ngay cả đứa cháu nội của mẹ nữa, nó có tội tình gì chứ? Tao còn biết nói gì với thằng ngu ngốc như mày nữa. Có gì đảm bảo nó là cháu nội của tao, không là cháu nội của đứa khác chứ? Nó dám ngủ. Đúng là con bất hiếu đó. Con bất hiếu vì con đã không thừa kế sự độc ác của mẹ. Tao độc ác? Mày dám nói tao độc ác phải không? Tao độc ác là tao giữ gìn bảo vệ cho mày đó. Nếu như tao quá dễ dãi thì mày sẽ bị mấy con quỷ gái đó lừa dối mày suốt đời. Như vậy là tao độc ác hả? Đúng vậy. Nếu thật sự Ngọc Quỳnh muốn lừa gạt con thì mẹ cứ để như vậy đi. Thằng con bị phải lừa gạt tổn thương, con mình thấy mẹ dằn vặt hành hạ cô ấy, làm tổn thương đến cô ấy. Giờ con đã biết việc dẫn Ngọc Quỳnh về xin phép mẹ được cưới cô ấy là quá sai lầm. Mày nói vậy có nghĩa là mày không thừa nhận tao là mẹ của mày, đúng không? Con xin phép mẹ, con sẽ ra ngoài sống một thời gian. Cả mẹ và con cần phải có một thời gian để suy nghĩ lại hành động của mình. Không cần phải có thời gian. Nếu như hôm nay mày bước chân ra khỏi nhà này thì coi như tao không có đứa con như mày nữa. Đây là lời tuyên bố chính thức của tao. Mẹ mãi mãi là mẹ của con, không có gì có thể thay thế được. Còn nếu như mẹ không muốn con là con của mẹ nữa, thật sự con cũng không còn cách nào khác nữa. Tiến Đạt, đứng lại. Chào anh. Yến, sao hôm nay em đi làm sớm vậy? Anh cũng vậy mà. Tối hôm qua em ngủ ngon không? Tối hôm qua em bị mất ngủ. Em cứ nghĩ gì em á mà anh lại buồn rầu như vậy, em thấy có lỗi lắm. Đêm qua mấy lần luôn em định gọi điện thoại cho anh, nhưng mà em sợ em làm anh thức giấc cho nên không dám. Vậy hả? Anh không biết những lời nói của mình lại khiến em băn khoăn đến như vậy. Yến nè, anh mới là người phải xin lỗi em. Lẽ ra anh phải nhìn mọi việc thoáng hơn một chút mới đúng. Em đi làm nha. Ừ. Nè, khoan đã. Hả? Bữa trước thì cười nói vui vẻ với chủ tịch, hôm nay thì đon đả với trưởng phòng nhân sự, không thèm giấu giếm quan hệ luôn. Có khi nào mấy bữa nữa con nhỏ này lên trưởng phòng thiết kế không trời? Nè, làm gì đứng đây mà làm bầm một mình vậy? Tới giờ làm rồi đứng ngơ ngơ ngác ngác là sao? Trong phòng á có biết bao nhiêu người, tại sao anh cứ nhắm vào mình tôi mà soi mói vậy? Có phải anh đặc biệt chú ý để xét nét tôi đúng không? Tại sao tôi phải chú ý đến cô chứ? Chẳng qua tôi phải quản lý nghiêm ngặt để thể hiện trách nhiệm của mình, vì sợ một số người lơ đãng giống như cô vậy đó
uy tín của cái tập đoàn này rồi sẽ tụt dốc thảm hại, hiểu không? Biết rằng cái tập đoàn này á là một môi trường tốt để làm việc và rất có tiềm lực để phát triển trong tương lai, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh á thì tôi thấy tệ hơn địa ngục nữa. Nè, tôi vẫn chưa nói hết nha. Tôi không muốn nghe nữa. Đúng vậy, em hãy cứ nghĩ vậy đi. Có gì đáng phải lưu luyến đâu. Cô nín đi. Còn dám nhắc cái lòng tự trọng không đáng một xu trước mặt tôi sao? Thư gái lăn lộn rắc nết như cô thì lòng tự trọng của cô không phải biết cách dễ rách từ lâu rồi sao? Có gì đảm bảo nó là cháu nội của tao, không là cháu nội của đứa khác chứ? Nó dám ngủ với mày thì nó dám ngủ với 50 thằng khác nữa. Bây giờ chưa chắc nó dám khẳng định đứa con trong bụng là của thằng nào. Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh à, Quỳnh, tỉnh lại đi em, Ngọc Quỳnh.